Còn thiếu những thiết chế tổ chức sân chơi sáng tạo cho sinh viên Việt Nam, đây là một trong những ý kiến nổi bật tại hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2023-2028, hội nghị diễn ra chiều qua tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, những thầy cô, chuyên gia đang đảm nhiệm công tác sinh viên tại các trường và công tác đảng ủy tại các sở ngành quận huyện bày tỏ sự tiếc nuối khi đa phần thành quả nghiên cứu khoa học của sinh viên chưa được ứng dụng rộng rãi. Báo cáo chính trị của đại hội nhiệm kỳ này cần cập nhật kết quả thu được từ các cuộc thi, các phong trào nghiên cứu sinh viên. Chưa nhận thấy chúng ta cập nhật những cái kết quả qua các kỳ thi, ví dụ như hội thi sáng tạo khoa học hay là kỳ thi Olympic, thì những công trình đó có được sử dụng nhân rộng hay không? Đó cũng là một cách để cho các em sinh viên sẽ có động lực trong cái việc mà tham gia các kỳ thi đó. Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam dự kiến tiếp tục chọn phong trào sinh viên năm tốt là phong trào chủ đạo của nhiệm kỳ này. Điểm mới của bố cục phần phương hướng nhiệm vụ là bổ sung thành tố đồng hành vào chương trình tư vấn đồng hành hỗ trợ sinh viên. Đồng thời, 4 đề án chuyển đổi số, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, nâng cao năng lực cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam và nâng cao nghiên cứu khoa học trong sinh viên cũng được nhấn mạnh. Cái hệ thống giáo dục đại học của chúng ta nó phát triển không phải, tức là hiện trước đây thì nó chỉ tập trung vào một số cái thành phố lớn hoặc là những cái khu vực trung tâm thôi, nhưng mà hiện nay thì qua cái báo cáo rồi qua cái khảo sát thậm chí thì hầu như là các khu vực ở trên đất nước chúng ta thì đều có cái khối đại học, và đây là một cái khối mạnh, là một trong những cái khối quan trọng, là động lực cho cái hoạt động, không phải động lực chung của phong trào. Chúng ta phải là một cái tổ chức sinh viên, chúng ta định hướng cho sinh viên, thì chúng ta phải thấy rằng là trong cái lớp sinh viên này họ đang cần cái gì để họ mình mang tới cái đó, chúng ta định hướng giá trị. Còn nếu không thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là sẽ có một cái sự lật pha, nghĩa là cái nỗ lực chúng ta rất là nhiều nhưng mà cái việc mà các bạn tham gia với chúng ta không cao. Với khẩu hiệu dự kiến, sinh viên Việt Nam vững bước bản sắc, xây khát vọng, tự hào tiến bước, báo cáo chính trị đã đề ra hai mục tiêu lớn của nhiệm kỳ. Đó chính là vun đắp, phát triển toàn diện sinh viên Việt Nam và xây dựng tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh. Hội nghị lấy ý kiến sẽ tiếp tục được tổ chức ở các tỉnh thành khác, đảm bảo huy động được những góp ý tâm huyết, cùng nhau hỗ trợ thế hệ sinh viên Việt Nam tiến bước.